Dương Tử ngày càng mất địa vị, không còn được tôn trọng trong giới. Có vẻ như việc liên tiếp gặp vận xui vì bạn diễn bị phong sát và việc liên tục bị nhiều dự án phim của các đàn em vượt mặt khiến địa vị của Dương Tử bước vào giai đoạn khủng hoảng. Dương Tử là một trong những nữ đỉnh lưu lượng đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt và lượng fan đông đảo giúp cô nàng nằm trong top sao nữ có khả năng gánh phim của Cbiz. Gần đây có thông tin cho biết nàng tiểu hoa 9X này đang bị một mưu nữ lang cạnh tranh tài nguyên. Cụ thể, trên mạng hiện đang lan truyền thông tin cho biết Dương Tử và Cung Tuấn đang bàn bạc cho vai chính trong bộ phim truyền thể Bảy Thanh Hung Giản. Có nguyên tác nổi tiếng, cốt truyện ly kỳ, vậy nên cô nàng rất được mong đợi sẽ vào vai nữ chính trong bộ phim này. Thế nhưng có vẻ như nàng mưu nữ lang Lưu Hạo Tồn cũng nhắm đến vai nữ chính trong dự án này. Blogger đăng bài cho biết Lưu Hạo Tồn đang cố chen chân lấy được vai chính trong Bảy Thanh Hùng Giản. Mục tiêu của cô nàng là dùng diễn xuất trong bộ phim này để tẩy trắng dư luận. Trước đó, Lưu Hạo Tồn từng phải nhận vô số gạch đá vì cọ nhiệt, EQ thấp và được chống lưng. Dù là cái tên mới trong Cbiz, thế nhưng mưu nữ lang 9X này lại được đánh giá là có nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên. Có ý kiến cho rằng nếu Lưu Hạo Tồn giành được vai này, chứng tỏ địa vị của Dương Tử đã có phần giảm sút. Trên thực tế, dù lưu lượng vẫn rất cao, trong 2 năm trở lại đây, nàng tiểu hoa lại chưa có thêm một bộ phim thành công nào cả. Từ nữ bác sĩ tâm lý, Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn đến Trầm Vụn Hương Phai đều không được lòng người xem. Trong khi đó, thời gian gần đây, Lưu Hạo Tồn lại rất được lòng công chúng nhờ tham gia bộ phim Ly Tâm Lực đóng cùng Lâm Nhất. Từ những hình ảnh hậu trường, sao nữ 9X nhận xét là có couple cảm rất tốt với bạn diễn. Ly Tâm Lực cũng được kỳ vọng sẽ là bộ phim bạo lớn khi lên sóng. Hiện tại, cư dân mạng đều đang vô cùng mong đợi thông tin chính thức từ phía đoàn làm phim Bảy Thanh Hùng Sản. Bên cạnh dự án Bảy Thanh Hùng Sản, thời gian gần đây cũng có nhiều thông tin cho rằng dự án tiếp theo của Dương Tử là Tình Yêu 1999 sẽ nên duyên cùng với người tình Triệu Lộ Tư, Trần Chiết Viễn. Thông tin này nhanh chóng thu hút dư luận và khiến dân tình bán tin bán nghi. Thậm chí nhiều người còn cho rằng người đẹp họ Dương đang là tiểu hoa nổi tiếng nên khó có khả năng hợp tác với diễn viên kém tiếng như Trần Chiết Viễn. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã lan truyền dấu hiệu cho thấy Dương Tử sẽ đóng dự án này. Cụ thể, cư dân mạng liên tục chia sẻ ảnh giới thiệu nhân vật nữ chính của Tình Yêu 1999. Đồng thời, một số người cho rằng hình của nhân vật nữ chính là ảnh vẽ Dương Tử. Vì vậy, khả năng cao nữ diễn viên sẽ vào đoàn làm phim vào tháng sau. Tuy nhiên, thông tin về nam chính của Tình Yêu 1999 vẫn là câu hỏi lớn. Dù xuất hiện tin đồn Trần Chiết Viễn sẽ tham gia bộ phim, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc này có thể xảy ra. Trước đó, trên mạng còn rộ lên tin đồn sao nữ có hơn 50 triệu follow Weibo và mới lập công ty phải gấp rút đi nộp thuế. Sau đó, cư dân mạng đã réo tên Dương Tử vì nghi ngờ cô có dấu hiệu trốn thuế. Không ít người còn cho rằng sự việc này có thể khiến sự nghiệp của nữ diễn viên bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu Dương Tử thật sự tham gia Tình Yêu 1999, cô có thể đánh tan những tin đồn không hay xuất hiện trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, Tình Yêu 1999 thuộc dòng phim hiện đại, lấy chủ đề tôn vinh thời đại và sưởi ấm lòng người, trong đó nữ chính là một ký giả thông minh, lý trí và có tính cách kiên định. Ngược lại, nam chính là một du học sinh cực kỳ giỏi trong ngành thiết kế. Tác phẩm dự kiến khai máy vào tháng 11 và sẽ sản xuất trong 4 tháng. Một số nguồn tin cũng tiết lộ, dự án này được đầu tư bởi công ty Dư Lạc Lạc và chỉ đạo bởi đạo diễn Ngưu Siêu.